Hello, Bốn Máy Kinh Môn xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Bốn Máy Kinh Môn lại tiếp tục và thêm một mẫu sedan tập lái với cửa tiền hơn 100 triệu đồng thôi. Một mẫu xe mà form dáng bên ngoài của em nó thì nhìn khá là bắt mắt luôn các bác nhé, rất là đẹp luôn. Chúng ta đi ở ngoài đường thì chắc chắn là mọi người không thể tin được cái chiếc xe này có hơn trăm đâu. Không thể tin được chiếc xe này hơn trăm đâu các bác nhé. Nhìn mà cứ ngỡ như là vài trăm triệu đấy ạ. Sơn si của em nó thì cực đẹp luôn cả nhà, màu đen đây, màu đen rất là khỏe xe này. Biển 4 số này. 98H0462. Đấy, sơn si rất là đẹp luôn các bác nhá. Đăng kiểm thì dài đến tận tháng 5 sang năm cơ ạ. Chiếc này thì vẫn là mâm thường nhá. Một chiếc xe đến từ chất lượng của Hàn Quốc này, tay nắm chân viền kính được mạ chrome nhìn khá đẹp luôn nhá. Đấy, tổng thành phần ngoại thất, phần thân xe bên lái đây này. Đấy. Bước vào phần nội thất của em nó đây các bác nhá. Vô lăng theo xe này. Đây, vô lăng theo xe này. Ở chiếc xe được sản xuất 2009 mọi người nhá, 2009. Với cửa tiền 120 triệu đồng này các bác đã sở hữu được em nó rồi. Một mẫu sedan phân khúc B. Cùng phân khúc với Toyota Vios hay là Honda City các bác nhá. Hay Nissan Sunny đấy ạ. Mà dòng xe này chạy rất là đầm nhá, trong phân khúc B gần như không có đối thủ luôn. Chạy rất là đầm và rất là chắc xe luôn đấy ạ. Kính thì là kính điện nhá. Gương thì gương là vẫn chỉnh chỉnh tay chỉnh cơ thôi. Nghe nội thất đây. Phần hàng ghế thứ hai đây nhá. Đấy, chân nỉ nguyên bản được bọc ni lông rồi các bác nhá, được bọc ni lông rồi. Đấy, các chi tiết của em nó là khá là sạch sẽ luôn đấy ạ. Từ phần tablo tabi này, ốp vân gỗ rồi bọc 3D đây, rất là đẹp luôn. Tabi được bọc 3D rất là đẹp luôn đấy ạ. Sơn si màu đen còn rất rất là cứng luôn các bác nhá, rất rất cứng luôn. Đây một vòng quanh xe đây, form dáng của em nó thì quá là đẹp rồi. 120 đồng là các bác đã sở hữu được mẫu xe Daewoo Gancha sản xuất 2009 nhé các bác nhé. 2009 phiên bản số sàn động cơ 1.5, động cơ 1.5 đây. Hệ thống khung gầm sàn của em nó đây nhá. Ở chiếc xe thì Bố Máy Kinh Môn cam kết cho bà con là không lỗi nhá. Cam kết là không lỗi và xăng cộ thì của em nó thì cũng anh quanh tầm khoảng 7 lít trong khuôn 7 lít thôi. Cũng khá là ok. Một chiếc xe để tập lái hay chúng ta tránh mưa tránh nắng thì quá là ok luôn. Đi đường dài của dòng xe này rất là ổn định luôn các nhá. Cực kỳ là ổn định luôn. Máy rất là lành luôn. Máy số khá là lành. Và các bác khi sở hữu dòng xe này thì mọi người hoàn toàn yên tâm là về chi phí sửa chữa hay là đồ đạc phụ tùng của xe thì rất rất là ok luôn, tìm rất là dễ và rẻ luôn mọi người nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm về chi phí sửa chữa của xe rất là thấp luôn, phụ tùng tìm thì gần như gara nào chúng ta cũng lấy được luôn, đây là các bác hoàn toàn yên tâm. Số sàn thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đây, nội thất của em nó còn khá là ok luôn, 120 triệu đồng. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn nhé, màn hình có này, khóa kiển có này. Số điện thoại 0354 152 888. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhá. Bên em thì có vận chuyển là giao xe trên toàn quốc, nên các bác ở xa bưng xe thì cứ liên hệ với em. Giá trên là giá báo liêm yết chuẩn các bác nhá, chưa có gồm phí gì cả, nên bà con lưu ý giúp Bộ Máy Kinh Môn nhá. Để dám sẽ cho mọi người tham khảo phần khoang máy này để các bác có thể hiểu rõ được hơn về chất lượng của xe. Để máy số thì bên em cam kết cho các bác là thực chất luôn nhá, máy số chất, xe không lỗi. Cột kéo sắt xi zin nguyên hết các bác nhá, cột kéo sắt xi zin nguyên hết. Keo chỉ của xe thì hơi lôm nhôm rồi, có va quẹt nhẹ rồi. Đấy, nhưng mà cam kết cho bà con là không có tai nạn nặng nhá, cột kéo sắt xi zin hết. Đấy, máy số ngon, xe không lỗi. Đây về phần khoang máy này, Bốn Máy Kinh Môn cho mọi người tham khảo luôn nhá. Đây, bác chủ xe khá cẩn thận này, treo đồ chống chuột này. Đấy, chống chuột bộ hàm lên xe để cắn dây điện đây. Đấy, bác chủ xe khá là cẩn thận đấy các bạn. Đầu rằng này. Đấy, máy rất là êm ái luôn nhá, không rung giật này. Động cơ iZ 1.5. Đấy. Máy rất là khô luôn cả nhà nhá, rất là khô luôn đấy ạ. Rất là êm, không rung giật, số ngon, điều hòa Z, đấy, 120 triệu đồng luôn. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn nhá để được xem xe trực tiếp. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.